Sở hữu hàng loạt những công nghệ cao cấp như vậy nhưng giá cả lại vô cùng hợp lý. Bỏ ra một số tiền tương đối ít nhưng anh em đã được trải nghiệm một đôi giày cầu lông tiệm cận cao cấp và đương nhiên sẽ bền bỉ và đi được lâu dài hơn so với những đôi giày cầu lông thông thường. Thì mọi người nghĩ xem là có xứng đáng hay không? Mình phải công nhận rằng càng ngày những mẫu giày mới ra mắt của Li Ning càng chất lượng. Những mẫu giày của năm 2024 mình để ý thấy thì tuy là thuộc phân khúc trung cấp nhưng mà lại được tích hợp rất là nhiều những công nghệ mà chỉ có ở những đôi giày cầu lông cao cấp mới sở hữu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một sự xuất hiện hoàn toàn mới và rất đáng mong chờ trong năm 2024 này. Giày cầu lông Li Ning Yanting khoác lên mình một giao diện rất là mạnh mẽ. Đôi Li Ning Yanting này thu hút mình bởi cách phối màu bắt mắt. Màu đen khỏe khoắn kết hợp với màu vàng bóng bẩy sang trọng và cuối cùng là được dung hòa bởi màu trắng. Thiết kế của đôi Yanting này làm mình liên tưởng khá nhiều đến đôi Blade Max. Vì là mẫu giày mới của năm 2024 nên đôi Yanting này được Li Ning chú trọng khá nhiều về phần công nghệ. Những công nghệ mới và nổi bật trên đôi giày có thể kể đến như là Li Ning Bounce giúp tăng cường độ đàn hồi của đế, trợ lực cho những cú bật nhảy của lông thủ. Li Ning Flick cải tiến độ bền bỉ của đế và kéo dài tuổi thọ cho đôi giày. Đế giày cũng được tích hợp carbon fiber lace giúp giảm chấn động lên đôi chân, chống sốc và giảm thiểu tối đa những chấn thương không mong muốn. Bên cạnh đó, đôi giày cũng được trang bị những công nghệ tiêu biểu giống như những giày cầu lông khác của Li Ning như là công nghệ thắp thíp ở phần mũi giày giúp bảo vệ phần mũi chân, chống xước và chống mài mòn trong những pha lăn xả và cứu cầu trên sân. Thêm vào đó là mặt đế ngoài sử dụng cao su chống trượt GCA để tăng độ ma sát và ổn định trong những pha di chuyển nhanh. Tiếp theo là Pro 3 LC, một công nghệ tăng độ liên kết giữa gót chân và bản chân, chống lật cổ chân cho lông thủ. Cuối cùng là công nghệ đế giữa Lifeform, chỉ có ở giày chạy bộ, này đã được tích hợp vào giày cầu lông, cho chúng ta một trải nghiệm phần đế êm ái, mềm mại và giảm trọng lượng đôi giày đi đáng kể so với chất liệu EVA truyền thống. Với những ưu điểm nổi bật như vậy thì mọi người nghĩ sao về Li Ning Yanting? Nếu bạn muốn khác biệt, muốn là một trong những người đầu tiên sở hữu đôi giày cầu lông mới ra mắt năm 2024 thì nhấn ngay vào phần giỏ hàng nhé!